Qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện đối tượng Lê Thị Huấn, sinh năm 1973, trú tại xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An có biểu hiện cấu kết, móc nối với các đối tượng trên địa bàn huyện Diễn Châu, huyện Quế Phong để hoạt động phạm tội mua bán trái phép chất ma túy với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Trước tình hình đó, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo lãnh đạo, ban giám đốc công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh. Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ vào khoảng 12 giờ ngày 23 tháng 2 năm 2024 tại huyện Quế Phong, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh triển khai lực lượng đồng loạt bắt giữ và khám xét nơi ở của ba đối tượng gồm Vi Thị Thanh sinh năm 1986 trú tại xã Châu Thôn, huyện Quế Phong, Lê Thị Huấn sinh năm 1973 và Đoàn Thị Thơm sinh năm 1990 đều trú tại xóm Trung Thành, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu. Tăng vật thu giữ gồm 6.000 viên ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Vi Thị Thanh là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy, thông qua đoàn thị thơm móc nối với Lê Thị Huấn để vận chuyển ma túy đi huyện Diễn Châu và các địa bàn lân cận tiêu thụ. Được biết, Lê Thị Huấn và đoàn thị thơm từng có tiền án về ma túy. Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.